hãy chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả anh em sẽ được làm phép báp têm để nhận lãnh sự tha thứ cho tội lỗi của anh em. Ngài đã bị đóng đinh, nhưng Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết. Không thể nào, đừng nghe lời hắn. Tại sao ông chống lại Đức Chúa Giêsu? Ngài là đấng cứu rỗi của ông. Ngài là con đường để có được sự sống đời đời. Giêsu đã chết rồi. Và ngươi cũng sẽ bị như vậy. Tên phạm thượng! Không, Đức Chúa Giêsu sống lại rồi. Họ đã cố gắng giết Ngài, nhưng họ đã thất bại. Ngài là đấng tiên tri chân thật, là đấng Messiah của chúng ta. Ngươi thì biết gì về các tiên tri hả? Nhà tiên tri của ngươi đặt chính mình ông ta cao hơn cả luật pháp. Gã này chẳng biết gì cả. Tôi biết Kinh Thánh. Thật sao? Vậy thì ngươi phải biết phục truyền luật lệ ký. Bởi vì nó đã tìm cách lôi kéo anh em xa cách Chúa là Đức Chúa Trời của anh em. Anh em phải là người đầu tiên ra tay giết nó. Anh em phải ném đá nó cho đến khi nó chết. Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra. Và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời. Phaolô, người tạc sơ, dân, thưa thầy tế lễ cả. Sự cố hôm nay có thể sẽ gây ra một cuộc bạo động. Hắn là một kẻ dị giáo. Hắn đang cố gắng dụ dỗ dân ta rời xa Đức Chúa Trời. Hắn đáng chịu như vậy. Đó là ý muốn của dân chúng. Có thật vậy không? Có lẽ anh và ta có thể cùng nhau phục vụ cho ý muốn của dân chúng. Anh thấy sao? Tôi sẽ nhổ sự cặn bã này ra cho ông, nhưng tôi cần sự giúp đỡ. Anh cần gì? Người và tiền. Thư giới thiệu của ông. Manchu. Người của tôi giao cho anh xếp đặt. Hãy ăn đi. Chúng ta đã được ban phước để nhận lãnh. Các anh chị em, cảm ơn. Chúa Giêsu của chúng ta, vào đêm Ngài bị nộp, Ngài đã lấy bánh. Và sau khi Ngài dâng lời tạ ơn, Ngài đã bẻ bánh. Chào mừng các bạn hữu. Xin mời.
Hãy cùng ngồi và ăn chung với chúng tôi. Tin ta đi, ta không phải là bạn người. Bắt lấy chúng. Đứng lại đó. Đứng lại, đừng chạy. Đi đi. Lối này. Hãy nói với tất cả bạn hữu của ngươi, tất cả những kẻ theo Giê-xu, rằng ta, Phao-lô, người tạc sơ, ta sẽ tìm ra các ngươi. Đức Chúa Trời ở bên cạnh ta. Bọn chúng chạy đâu rồi? Đột nhiên không còn ai nói về Giê-xu nữa. Ta không tin bọn chúng lại từng bỏ hắn như vậy. Vậy bọn chúng đâu? Tôi không biết. Tôi thề. Đa Mách, có người đã nói là ở thành Đa Mách. Ta không biết tại sao bọn chúng lại chạy trốn ta. Bọn chúng phải biết ơn vì ta đã cứu chúng khỏi sự trừng phạt của Chúa. Bọn họ có quan tâm đến Chúa không? Không. Họ từ bỏ Đức Chúa Trời để đi theo đám cặn bã vô học này. Đi nào. Ôi, ôi. Ông là ai? Nói tôi biết, ông là ai? Ta là Giê-xu, người đang bị con bắt bớ. Không. Không. Giê-xu đã chết rồi. Không. 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 Tôi đã bị mù rồi. Chúa của con, Anania, hãy đi đến một con đường tên là đường ngay thẳng. Hãy tìm một người tên là Phao-lô, người tạc sơ. Phao-lô? Nhưng hắn đang bắt hại chúng con. Hắn đang truy bắt những tín hữu của thầy ở khắp mọi nơi. Thầy đã chọn người này để công bố danh thầy khắp thế gian, cho những dân ngoài,
cho vua chúa của họ và cho con cái Israel. Đi đi. Ai đó? Ngươi là ai? Nói đi. Tôi là một trong những người mà ông muốn truy bắt. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi có lỗi với anh. Tôi có lỗi với Đức Chúa Trời. Tâm hồn tôi đang bị thiêu đốt. Xin hãy giúp tôi. Thầy đã chọn người này để công bố danh thầy khắp thế gian. Tôi được Chúa cử đến cho anh. Tôi biết anh. Anh đã đến nhà tôi. Không. 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 Đừng bỏ tôi. Không. Đừng bỏ tôi bà. Tôi, Anania, làm báp têm cho anh Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu Christ, vì Ngài đã chọn anh để nhân danh Ngài biến đổi thế giới. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Jerusalem. Họ nói Phao-lô người Tạc Sơ đã không còn bị mù và đã gia nhập với nhóm người Galilê. Tôi sẽ tìm hắn cho ông. Rồi sao nữa? Rồi ta có phải phái người đi bắt anh nữa không? Không. Cứ để họ đi. Như Gamaliel đã nói, nếu việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể nào chống lại được đâu. Thank you.
Phao-lô đã được cảm hóa, nhưng vẫn còn nhiều người quyết tâm tiêu diệt các tín hữu của Chúa Giê-xu. Đem hắn ra. Sứ đồ Gia-cơ, anh trai của Giăng, đã bị giáo quyền bắt giam. Giăng, lùi lại. Không. Đi thôi, mang hắn đi. Giăng, đi thôi, chúng ta phải rời khỏi Jerusalem. Chúa Giê-xu đã đưa chúng ta đến đây. Ngài đã chết tại đây vì chúng ta. Chuyện này quá nguy hiểm. Nếu chúng ta ở lại đây, chúng ta sẽ chết hết. Tôi không sợ chết. Không ai trong chúng ta sợ cả. Nhưng Thomas nói đúng. Chúng ta không thể rao giảng về Chúa Giê-xu nếu chúng ta chết. Thượng lộ bình an, các bạn của tôi. Giăng, tôi biết rất khó khăn khi phải chia ly những người mà anh thương yêu. Nhưng mà anh không đơn độc. Không bao giờ đơn độc. Nhiều thứ đã thay đổi quá. Anh sẽ đi đâu? Có lẽ là phương Bắc, đến Ephesus. Chúc anh may mắn. Chúng ta sẽ gặp lại Phi-e-rơ dưới đất hoặc trên thiên đàng. Xuất phát từ Jerusalem, các môn đồ trở thành những nhà truyền giáo. Các sứ đồ đang rải ra hạt giống về một đức tin mới ở khắp mọi nơi. Nhưng không ai đi xa hơn Phao-lô. Ông đã khải đạo cho hàng trăm người khắp địa Trung Hải. Cảm ơn. Nhưng cuộc sống trước đây của một kẻ bách hại hội thánh Chúa vẫn thường ám ảnh ông. Phao-lô người Tạc-sơ. Chúng tôi biết ông là ai. Chính là ông ta. Tôi không có ý hại anh em. Tôi có những người bạn ở Đa Mách. Ông đã đến viếng thăm họ. Ông đã bức hại họ nhiều thế nào mà. Tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã bị mù. Nhưng giờ đây tôi nhìn thấy được. Dối trá. Tôi đã làm như vậy vì tôi cứ nghĩ rằng mình làm đúng. Tôi đã nghĩ rằng đó là những gì Chúa muốn. Như các anh em đang tin chắc bây giờ. Nhưng sau đó Chúa Giê-xu đã đến với tôi. Không phải bằng sự giận dữ công chính hay là bằng sự trừng phạt, nhưng mà Ngài đến trong yêu thương. Và nếu không có tình yêu thương, chúng ta chẳng là gì cả. Tình yêu thương là sự kiên nhẫn. Tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương không ghen tị. Nó không phải là sự khoác lác khoe mình. Nó không phải là sự kiêu căng. Tình yêu thương không lưu giữ những điều sai trái, bất công. Nhưng nó vui mừng trong sự thật.
Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin tưởng vào mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Khi mọi thứ khác đều biến mất, thì đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương vẫn còn lại. Nhưng điều cao trọng hơn tất cả, đó chính là tình yêu thương. Tên anh là gì? Luca. Hãy đi với tôi, Luca. Tôi không thể làm việc này một mình được.